Iran với Hàn Quốc lúc 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, vòng loại World Cup 2022. Hai đội bóng đang có phong độ cao là Iran và Hàn Quốc đụng độ ở lượt trận thứ tư vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhận định bóng đá hôm nay Iran với Hàn Quốc. 2-1 Iran là đội duy nhất ở cả hai bảng đấu toàn thắng 3 lượt đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Chính xác thì mạch trận toàn thắng của Iran lên đến tận con số 10. Thành tích quá ấn tượng. So với Iran, tuyển Hàn Quốc thực tế được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, nhất là khi họ sở hữu không ít ngôi sao đang chơi bóng tay những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, sự thể hiện của Hàn Quốc kém thuyết phục hơn hẳn dù các chiến binh xứ nhân sâm cũng đã kiếm được 7 điểm trên 3 trận để xếp thứ hai bảng đấu. Trận thắng xít sao 2-1 trước Syria ở lượt thứ 3 là minh chứng hùng hồn. Tiếp đón một đối thủ không mạnh trên sân nhà song Hàn Quốc đã trình diễn lối chơi thật sự bế tắc. Phải đến hiệp 2, họ mới ghi được bàn nhưng rồi rơi vào hoảng loạn khi bị đối thủ gỡ hòa vào gần cuối trận đấu. Mãi đến phút 89, Son Heung-min mới tỏa sáng đúng lúc, giúp Hàn Quốc thắng hú vía. Các mũi tấn công của đội tuyển Kim Chi vẫn tỏ ra rời rạc và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ngoài ra sự liên kết giữa các tuyến cũng chưa ổn, còn thiếu sự ăn ý giữa các vị trí. Trong khi đó, Iran đang tràn đầy hưng phấn sẵn sàng nghênh chiến Hàn Quốc nhờ mạch trận ấn tượng hiện tại.